Tobago, quần đảo mang danh hiệu đẹp nhất hành tinh, sở hữu hệ sinh thái độc đáo tách biệt với thế giới. Và ngày hôm nay không ngoài gì khác, đó là cùng Nam Đen khám phá quần đảo này nhé. Quần đảo Galapago, tên tiếng Tây Ban Nha là Islas Galapago, là một quần đảo tập hợp các đảo núi lửa nằm về phía hai xích đảo trên Thái Bình Dương. Quần đảo Galapago và vùng nước xanh xung quanh tạo thành tỉnh Galapago của Ecuador. Tiếng Tây Ban Nha là ngôn ngữ chính thức trên quần đảo này. Tem um monte de coisas que não tem no Brasil. Galápagos é legal, interessante e curioso. Và số dân ở đây vào khoảng hơn 25.000 người. Galápagos nổi tiếng với một số lượng lớn các loài đặc hữu, từng được Charles Darwin. Charles Robert Darwin là một nhà nghiên cứu nổi tiếng trong lĩnh vực tự nhiên học người Anh, nghiên cứu trong chuyến hành trình Beagle. Những cuốn sách và thu thập đã đóng góp cho sự khởi đầu tiến hóa của Darwin. Quần đảo Galapago là một tập hợp 13 đảo chính, 6 đảo nhỏ và 107 khối đá nằm ở phía tây ngoài khơi biển Ecuador, thuộc Thái Bình Dương, có tổng diện tích là 8.010 km². Quần đảo nằm ở vị trí được xem là điểm nóng địa chất, nơi vỏ trái đất vẫn còn yếu do nham thạch phía dưới. Là hòn đảo dài nhất trong quần đảo, được hình thành cách đây từ 5 đến 10 triệu năm, trong khi những hòn đảo trẻ nhất như hòn Isabela và Fernandina vẫn đang được hình thành và tạo ra các đợt phun trào núi lửa. Lần phun trào mới nhất gần đây là vào 2005. Hiện quần đảo Galapagos là một tỉnh của Ecuador, đồng thời cũng nằm trong hệ thống khu bảo tồn quốc gia của nước này. Galapagos nổi tiếng với các loài sinh vật đặc hữu chỉ có tại Galapagos rất phong phú. Chính hệ thống sinh vật đặc hữu phong phú của Galapagos là tiền đề cho những nghiên cứu của Darwin đưa ra thuyết tiến hóa sau này. Galapagos là khu di sản thế giới, nằm phía nam Thái Bình Dương cách trung tâm Ecuador 1.000 km về phía Tây và được mệnh danh là quần đảo đẹp nhất hành tinh. Quần đảo từng là đảo hoang cho đến năm 1535, người Tây Ban Nha phát hiện ra vùng đất này. Những ngày đầu tiên được phát hiện, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy trên đảo có nhiều loài rùa biển to lớn hiếm thấy. Đấy cũng là lý do quần đảo được gọi là đảo rùa, tức là Galapagos. Đảo Galapagos nằm tách biệt với đất liền, sở hữu hệ sinh thái sơ nguyên, cũng là nơi sinh sống của nhiều loài động thực vật quý hiếm trên thế giới, trong đó có loài rùa Galapagos khổng lồ, cừ đà hồng được xếp vào loài nhóm nguy cấp. Mới đây, tờ Daily Mail đưa tin một nhiếp ảnh gia địa phương đã ghi lại hình ảnh một con cừ đà quý hiếm chết khô ở mỏm đá trên đảo. Biến đổi khí hậu, trái đất nóng lên gây ra hiện tượng El Niño, làm nước biển tăng nhiệt hàng hạn là những nguyên nhân dẫn đến cái chết của nhiều loài sinh vật biển, trong đó có cừ đà loài hiếm.